Ok, chào các bác nhá. Mấy ngày hôm nay thì giọng hơi bị khan đờm một chút các bác ạ. Thôi không sao, ngày hôm nay thì thực ra thì với cái thời tiết ngày Hải Phòng thì mưa lắng thất thường. Mấy ngày hôm nay thì mưa rào rất to và có những nơi thì đã ngập lụt. Thời tiết này mà có ô tô đi thì cũng được, mà thời tiết này thì có ô tô đi thì cũng sợ, đúng không ạ? Sợ là đi vào những cái tuyến đường đông thì lại ngập ngập nước, ngập lụt. Đấy, mà không có ô tô đi thì nhiều lúc là mưa gió thất thường, đôi khi là cũng cảm thấy nó cũng hơi bất tiện. Ngày hôm nay thì với một cái tầm tiền hơn 100 triệu một chút thôi, hơn 100 triệu một chút thôi thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Hyundai Getz ạ. Với chiếc Hyundai Getz này thì có năm sản xuất 2009, số sàn bản đủ, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 30E38852. Xe thì cực kỳ đẹp, màu vàng cát, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, động cơ 1.1 bà con nhá. Với dòng Hyundai Getz này thì nó với cái form của nó thì cũng rất là rộng rãi. Có rất nhiều người thì vẫn thích cái dòng Hyundai Getz này. Thực ra thì dòng Hyundai Getz là một cái dòng xe rất là bền, lành và đặc biệt là khá là tiết kiệm nhiên liệu. Với khối động cơ của nó chỉ có 1.1 thôi. Và chiếc xe này thì gần như là cũng đã tỉa tót sơn lại cả xe. Tóm lại thì những cái dòng xe mà từ năm 2010-09 bây giờ nó rơi vào tầm 13-14 năm rồi, 25 năm. Thì không tránh được những cái va quẹt xước xát bên ngoài. Máy móc thì cũng đã qua căn chỉnh sửa lại rồi, chứ không còn được nguyên zin. Nhưng mà cam kết cho anh em là không có ngập nước và không có đâm đụng, và đặc biệt chiếc này thì nó không qua taxi. Không qua taxi nhá. Còn chạy dịch vụ ở nhà thì cái đấy thì không tránh được. Đơn giản thì các bác có thể mua một con xe này về bác chạy dịch vụ, thế thì không tránh được. Nhưng nó không xuất phát từ taxi, tức là không khoan đục taxi hãng ra, mà nó là tư nhân từ đầu. Tư nhân từ đầu thì nó sẽ chất lượng hơn, nó cao hơn một chút so với những cái dòng xe mà taxi hãng ra. Đấy, cho dù như kiểu là taxi hoàn lương ấy, nhưng con này thì nó không hoàn lương và xe nó tư nhân từ đầu, nên là chiếc xe nó cũng khá là đẹp và khá ổn định cho tất cả mọi người. Đó, rất là cứng xe, mà giá của nó thì chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Quên, hơn 100 triệu một chút thôi. Đó là một chiếc xe bản đủ số sàn. Dòng này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 km. Đây là chúng ta chạy đường hỗn hợp thôi, chứ còn đầu đường bình thường cao tốc thì chỉ là 5 lít thôi. Vì động cơ của nó có 1.1 mà 4 máy của nó thì rất là khỏe. Chiếc xe này thì đăng kiểm thì đến hôm nay là mùng mấy tháng 6 rồi, thì đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến 27 tháng 6 năm 2024. Nếu như các bác là mua thì em sẽ hỗ trợ cho các bác cái phần đăng kiểm 1 năm. Đấy bà con nhé, đấy nói luôn cho bà con, cho dù là như thế nào thì mình vẫn phải nói. Dàn lốp của chiếc xe thì cũng còn khá là mới. Lốp của nó thì đến năm 2000 bao nhiêu đấy, con này là thay tuần thứ bao nhiêu đấy, lốp đã còn rất là mới đây. 23 là tuần thứ 6 năm 2023, mà giờ mới có 24 thôi. Con này thì dàn lốp của nó các bác có thể chạy được đâu đó khoảng 4-5 năm nữa mới phải thay lốp. Dàn lốp rất là mới luôn bà con nhá. Mà giá của nó thì hiện tại bên em đang bán có 119 triệu thôi. 119 triệu rồi các bác thôi, là các bác đã có được một chiếc Hyundai Getz 2009 số sàn màu vàng cát. Cái màu này cũng là cái màu rất là đẹp, chứ không phải là màu xấu đâu ạ. Màu này là màu rất là đẹp luôn ạ. Tất cả lốp dép của nó cũng khá là đẹp đây. Lốp dép rất là mới luôn bà con nhé. Nói chung dòng này thì mình không tránh được những cái xe nó cũ theo thời gian. Bà con nhé, không tránh được. Nhưng mà với chất lượng của con xe này thì nó cũng khá là phù hợp với tất cả mọi người. Cam kết cho anh em là cột kèo đầu đít, keo chỉ rất là đẹp và ok. Không có đâm va đâm sô tai nạn, cũng như không có ngập nước lặn, còn đâu va quẹt bên ngoài không tránh được. Nói luôn, sơn thì em cũng nói rồi, sơn là sơn quây cả xe. Đôi khi thì sơn đi sơn lại mấy lần rồi, nhưng nói tóm lại thì bây giờ sơn xin nó sạch sẽ và đẹp đẽ. Nội thất chiếc xe bên trong thì anh em thấy ạ, cửa mở ra thì đóng vào rất là chắc bà con nhé, rất là nhẹ và chắc luôn, chứ nó không phải là quá sộc sạch. Đấy, vô lăng của nó thì cũng khá là đẹp, và nội thất của nó thì ghế da, trần của nó thì trần da rồi, rất là đẹp. Và hai đèn trần bà con nhé, hai đèn trần có đầy đủ màn hình, có túi khí đầy đủ hết theo xe. Với cái bản đủ này thì nó cũng được trang bị túi khí ABS đầy đủ hết nhé. Tất cả hệ thống tắp ly tắp nước của nó rất là đẹp. Đường keo nét chỉ của nó này, chỉ rãnh này. Cái chỉ này là chỉ nguyên bản của nhà Hyundai Getz này. Và bạn này tất cả đều rất là đẹp luôn, không có lỗi. Cột kèo thì cam kết cho anh em là cột kèo nguyên zin theo nhà máy sản xuất bà con này. Bà con thấy được rất là đẹp cho mọi người, cũng như quý khách hàng, quý bà con, các bác chị nhà mình. Vậy thì bà con, các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng Hyundai Getz này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi anh ở tuổi Hải Phòng qua số hotline 0816662386. Với dòng Hyundai Getz này thì như là ghế nó sẽ gập bằng, nó gập bằng được như thế này, nó gập bằng được như thế này bà con nhé, nó gập bằng được này, bà con này. Đấy, ngửa ra hết cỡ thì nó sẽ được như thế này, đấy bà con thấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, nó tóm lại thì ở cái tầm tiền mà có 110 mấy triệu thôi mà các bác đã sở hữu được một chiếc Hyundai Getz 2009 này,
Đấy, số sàn động cơ 1.1 xe nhập khẩu nguyên con. Đấy, táp lô táp niếc của nó rất là đẹp và không có khoan đục taxi gì. Đấy, khóa cửa khóa kia của nó rất là ổn định luôn. Đấy, cột kèo nguyên zin. Đấy bà con nhá. Đấy, với giá có hơn 100 triệu thôi, 110 mấy triệu, thì các bác đi con ghét này cũng khá là hợp lý luôn. Nó cực kỳ hợp lý luôn bà con nhá. Đấy, tất cả đường keo led chỉ của nó này, ốc ác bản đề, ốc ác cabo của nó còn rất là đẹp. Đấy, tất cả mọi thứ này, cái đường máng nước của nó này, anh em có thể nhìn thấy đấy. Nó rất là zin. Không lỗi bà con nhá, không lỗi ạ. Rất là đẹp luôn cho mọi người. Đây là phần cốp sau, lốp dự phòng, đầy đủ hết theo xe bà con nhá. Khoang cốp sau thì cũng không có lỗi gì. Không có lỗi gì luôn bà con nhá. Cốp kiếc của nó thì rất rộng. Tất cả hệ thống keo chỉ ở phần cabo sau của nó còn rất là đẹp cho mọi người, đúng không ạ? Đây là phần gầm, gầm bệ của nó thì anh em nhìn thấy đấy. Gầm bệ của nó thì rất là sáng luôn. Cực kỳ sáng và không có mục mọt gì này. Không có mục mọt gì bà con thấy được, rất là đẹp luôn. Cả thì cái bầu bô này, bầu bô nó rất đẹp luôn. Với cái cửa tiền bỏ ra chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 100 triệu một chút thôi, 110 mấy triệu thôi. Thì bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Hyundai Getz 2009, số sàn bản đủ, tư nhân chính chủ, xe không khoan đục taxi. Đấy bà con nhé, rất là đẹp luôn. Đường keo nó chỉ của nó rất xịn sò, rất là chuẩn chỉnh theo xe. Hơn 100 triệu bạc và con đã có được một chiếc ô tô 5 chỗ ngồi. Đấy, đi lại thì cực kỳ ok cho mọi người. Tránh mưa, tránh nắng, chạy taxi, chạy dịch vụ thì rất là lành, rất là bền. Thực ra dòng Getz này là một cái dòng xe quá lành, quá bền luôn bà con nhé. Nó không có vấn vấp gì cả bà con ạ. Rất đẹp luôn. Cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Đấy, bà con các bác chị em nhà mình nào có cái nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên. Giờ tay quay tự nhiên hết điện. Tay quay hết điện bà con nhá. Thế mà khổ này. Tất cả này. Đường keo nét chỉ của nó rất zin, rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả mọi thứ của nó rất ổn định cho mọi người. Đấy. Các bạn thông cảm nhé, đang quay thì tay quay hết điện. Thôi thì giờ mình quay bo vậy, nhé. Chờ một chút nha. Chờ một chút để em tháo cái này ra. Ok đây, cái tay quay đang tự nhiên nó lẳng lơ hết điện luôn. Mấy ngày vừa rồi thì hôm qua thì em có đi Móng Cái. Chơi nhưng ngoài Móng Cái thì cũng khá là mưa, ra bãi biển Trà Cổ. Tóm lại thì cũng khá là được. Đó tôi. Thôi một năm thì gọi là đi cho gia đình đi một hôm thôi. Còn đâu thì lại về quay lại cái công việc hàng ngày của em là tiếp tục bán xe cho các bác luôn, đúng không ạ? Con này thì khá là chất lượng, kể cả em thấy là mấy cánh cửa của chiếc xe thì mở ra cũng rất là chất lượng. Con này khóa của nó là khóa khiển theo xe luôn nhé. Đây là khóa nguyên zin của Hyundai này, đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, máy thì để cái ăn ngay, điều hòa thì cực kỳ mát, đó, có màn hình. Tất cả hệ thống táp lô, táp niếc của nó còn rất là đẹp cho mọi người nhé. Rất là đẹp, không có khoan đục taxi gì đâu. Tất cả này còn rất là đẹp luôn. Bà con thấy đâu. Trần của nó thì trần da bọc cho sạch. Hai đèn trần, nội thất ghế da sơ phao khá là rộng rãi cho bà con này. Gồng tay quay thì nó hơi rung một chút, dùng tay bằng cơm thì nó hơi rung một chút nha bà con nhá. Tất cả kính kiếp của nó lên xuống là rất là ổn định luôn. Con này thì rất là đẹp. Tóm lại thì với cái dòng xe mà ở cái tầm tiền hơn 100 triệu, 110 mấy triệu như con này thì anh em là thấy là dùng được. Tới với dòng Hyundai Getz này là dùng được bà con nhé. Tất cả đều rất là đẹp, vô lăng này. Đấy, cái này là ngày xưa người ta bọc vô lăng này nó thế thôi. Bây giờ này nó còn rất là đẹp, chưa có khâu vá gì mà con này. Chưa có khâu vá gì nhá, chỉ hơi bẩn cái phần này là do cái phần bọc này nó ra thôi. Các còi này đầy đủ hết, hệ thống túi khí còi to cho vượt. Bỏ ra số tiền thì chỉ có hơn 100 triệu, 119 triệu thôi mà các bác đã sở hữu được một chiếc Hyundai Getz 2009. Tất cả hệ thống gương điện của nó là chỉ bằng gương điện hết nhé bà con nhé. Chỉ gương điện hết bà con này. Với cái tầm tiền thì khá là hợp lý, từ củ số của nó cho đến phanh tay của nó khá là đẹp. Bây giờ ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem là máy móc của chiếc xe nó như thế nào nhé. Tóm lại thì cái đồng máy này thì nó cũng lâu năm rồi, 2009 giờ là 15 năm rồi. Thì tất nhiên thì cũng có qua động chạm căn chỉnh bảo dưỡng. Còn đâu thì về phần đâm đụng tai nạn thì Tuấn Anh khẳng định với anh em là không có đâm đụng tai nạn, không có nước bạn nhé. Máy của nó thì bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ và rất là sáng sủa. Lỗ thì dòng Hyundai Getz thì lỗ thì chỉ được thế này thôi, không thể êm hơn nữa được rồi. Đấy bà con nhé, không thể êm hơn nữa được rồi. Đấy, máy móc của nó thì rất là đẹp cho mọi người. Tất cả những chân máy, chân nước của nó rất sáng sủa. Tất cả mọi thứ này, ốc cabo các biết này, anh em thấy đấy, nó còn nguyên zin như thế này, không lỗi này, nguyên zin này, không lỗi này. Đấy, bà con thấy được không? Rất là đẹp luôn ạ, rất xịn sò luôn, rất ổn luôn. Đấy, bà con thấy tất cả mọi thứ của nó này. Đấy, rất là đẹp, không lỗi rồi con nhé. Máy móc của êm, đầu dàn đầu rất đẹp. Tóm lại thì điều hòa mát, côn xuống ngọt ngào. Máy chất gầm chắc, có thể chạy xa chạy gần, từ Bắc vào Nam đều rất là ok. Máy móc của nó anh em thấy nó rất là êm luôn mà con nhé. Vâng ạ, bỏ ra số tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 100 triệu, 119 triệu thôi. Bà con đã sở hữu được một chiếc Hyundai Getz biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi. Biển 30E 38852.
một mẫu xe khá là chất lượng và đảm bảo cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị như mình có thể mua đi lại, chạy dịch vụ tại taxi để rất là ok. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị như mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.